Nóng tiếp bước Lý Dịch Phong, một sao nam nổi tiếng showbiz bị bắt vì sử dụng chất cấm và mại dâm. Cách đây vài ngày, mạng xã hội xứ Trung lan truyền tin đồn một nam nghệ sĩ bị bắt vì sử dụng ma túy và mại dâm. Được biết, sao nam này từng xuất hiện trong một bộ phim kinh điển thuở nhỏ. Rất nhiều netizen đặt nghi vấn người được nhắc đến trong bài viết là Trương Nhất Sơn. Hiện từ khóa Trương Nhất Sơn cũng đang đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo. Trong khi đó, phía phòng làm việc của nam nghệ sĩ vẫn giữ im lặng. Sinh năm 1992, Trương Nhất Sơn có xuất phát điểm là sao nhí quen mặt với khán giả. Không có ngoại hình điển trai như nhiều ngôi sao khác, anh được lòng công chúng nhờ gương mặt có nét tinh nghịch đáng yêu. Bắt đầu bước chân vào ngành giải trí năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo. Năm 2004, Trương Nhất Sơn đã trở thành diễn viên nhí triển vọng sau khi tham gia bộ phim Nhà có trai có gái cùng Dương Tử. Đây được cho là một trong những bộ phim sitcom đình đám của CBiz. Sau khi trưởng thành, Trương Nhất Sơn không đi theo con đường thần tượng như nhiều diễn viên khác mà chọn dòng phim nghệ thuật hàn lâm và chính kịch. Bản thân nam diễn viên không theo định hướng trai ngoan mà luôn nhận những vai hư hỏng quậy phá trên màn ảnh. Năm 2016, Trương Nhất Sơn góp mặt trong nhiều dự án phim như Sùng Nhĩ Truyện, Dư Tội. Vai diễn trong Dư Tội của anh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Cũng trong năm này, nam diễn viên lọt vào danh sách 10 nhân vật chiến ích có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Năm 2016 tuy đem lại thành công trong sự nghiệp cho Trương Nhất Sơn, nhưng cũng chứng kiến nam diễn viên vướng vào scandal ảnh hưởng đến hình tượng. Nam tài tử bị bắt gặp có hành động thân thiết, thậm chí phản cảm ngay trên đường phố với hai người bạn nam thân thiết. Trong đoạn clip được quay lại, Trương Nhất Sơn ôm cổ một người bạn nam, đặt một nụ hôn lên má. Không chỉ vậy, bàn tay anh còn sờ soạng vào vị trí nhạy cảm của người bạn kia. Không chỉ vậy, cánh phóng viên còn bắt gặp hình ảnh Trương Nhất Sơn phóng uế bừa bãi xuống một con sông. Sau đó cả ba tiếp tục đi về trong trạng thái say loạn choạng. Tháng 8 năm 2020, cư dân mạng xứ Trung được fan chấn động khi một loạt trang tin tức tung loạt ảnh ngoại tình của Trương Nhất Sơn với một người con gái lạ mặt. Điều khiến người hâm mộ bất bình đó là vì anh đã có bạn gái tin đồn suốt 3 năm qua là Tống Nghiên Phi. Qua loạt ảnh có thể thấy nam diễn viên cùng bạn gái lạ mặt có những hành động vô cùng tình tứ. Nhiều người tin rằng Trương Nhất Sơn và cô gái này đang có mối quan hệ trên mức tình bạn. Thậm chí sau khi kết thúc buổi hẹn, hai người không về nhà mà vào trong khách sạn. Ngay lập tức, nhiều cánh phóng viên liên lạc với Tống Nghiên Phi và được quản lý xác nhận đã chia tay. Tuy nhiên, nữ diễn viên không quên ẩn ý sau cay về việc mình bị cắm sừng. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Đến ngày hôm nay, Tống Nghiên Phi và Trương Nhất Sơn đã chia tay, kết thúc mối quan hệ giữa hai người. Ngay khi có thông tin Trương Nhất Sơn sẽ là Vi Tiểu Bảo phiên bản thứ 8, cư dân mạng đã bày tỏ sự trông đợi. Nguyên nhân là vì anh có khả năng diễn xuất, từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau với nét diễn sinh động. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng đã bị chấm mức điểm Douban thấp kỷ lục chỉ 2,5 điểm. Nguyên nhân đầu tiên khiến phiên bản lần này không được lòng người xem là do nam chính bị chê phá nát nguyên tác, không biết đang diễn Vi Tiểu Bảo hay Tôn Ngộ Không. Vi Tiểu Bảo của Trương Nhất Sơn bị nhận xét có nhiều động tác thừa, tay chân luôn khua, giống như đang diễn Tôn Ngộ Không. Ngoại hình nam diễn viên gầy gò hốc hác, đôi mắt lớn và má hõm sâu, mang lại cảm giác ốm yếu. Cách đây vài ngày, làng giải trí Hoa ngữ cũng đã khiến dân tình chấn động với thông tin nam tài tử hạng A Lý Dịch Phong bị bắt. Tại cơ quan chức năng, anh thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục thông qua các đường dây môi giới phi pháp. Lý Dịch Phong, 35 tuổi, nổi tiếng với nhiều phim như Thiên Kim Quy Lai, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Lão Phá Nhi, Cây Dành Dành Nở Hoa, Xin Chào Lý Hoán Anh. Ngoài đóng kịch, Lý Dịch Phong làm nhà sản xuất, ca sĩ. Anh cũng là gương mặt hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang quốc tế. Anh thuộc nhóm sao nam đông fan nhất với hơn 60 triệu người theo dõi trên Weibo.